Hello, xin chào mọi người. Hôm nay kênh trải nghiệm cuộc sống sẽ mời mọi người cùng đến với cung đường sương mù ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nhá. Hôm nay tôi đang trên đường từ đến nhà lên trên huyện Mường Lát. Bắt đầu là đi đến cái đoạn cuối đất Quan Hóa. Và vào đầu đất Mường Lát thì cũng đã có sương mù rồi. Do mấy hôm vừa rồi là trời mưa nên là sương mù nhiều, độ ẩm nó cao. Hôm nay là chưa thấy mưa, từ lúc sáng tôi đi đến giờ là chưa thấy mưa, cho nên là sương mù nó đang lên dày. Theo quan sát từ nãy giờ thì các xe đi ngược chiều tôi là đang phải bật đèn. Và tí nữa tôi chạy lên một đoạn nữa tôi cũng sẽ phải bật đèn sáng cho xe để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông nhé mọi người nhé. Vì đi cái đường sương mù như này mà ta không bật đèn là sẽ khó nhìn, khó quan sát. Hôm nay là tôi dùng bằng cái camera Eken H9R. Anh em nào có nhu cầu mới làm YouTube thì nên sắm cái thiết bị như này. Thứ nhất là giá nó rẻ. Cái phân khúc này là phân khúc dạng chung. Trước đây thì nó giá rất cao, nhưng tuy nhiên thì hàng công nghệ cho nên là nó cũng thay đổi theo thời gian. Có thể là lúc mới ra giá nó rất cao, nhưng mà quá trình sử dụng thì nó sẽ có các cái phiên bản khác thay thế hoặc là nâng cấp hơn. Thì các cái hàng công nghệ như này nó cũng sẽ giảm dần cái giá, sẽ mềm dần cho khách hàng sử dụng. Thế thì cái dòng này theo tôi quay thử vài lần rồi ấy, thì tôi thấy nó cũng hợp lý. Thứ nhất là hợp với giá, cái giá thành nó hợp với túi tiền của cái anh em mà mới làm YouTube, giá rất hợp lý. Cái khu vực tôi đang quay đây nó là thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nhé. Đây là đoạn dốc dài để lên đến cổng trời. Cái khu vực này là bây giờ bắt đầu là có đường giải thảm rồi, rất là đẹp nhé mọi người nhé. Đây này, đi rất là êm. Còn đoạn trước đó là thuộc bản Bác Quan, thì đoạn đấy trong thời gian tới cũng sẽ thi công theo cái dự án nâng cấp đường quốc lộ này. Cái kênh trải nghiệm cuộc sống của tôi ấy, là tôi có một số các cái bài ghép nhạc khập của dân tộc Thái vào cho nó đặc sắc, thì cái đấy mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Riêng cái kênh trải nghiệm cuộc sống này nó sẽ phổ biến rất là rộng và rất là nhiều cái nội dung, cho nên là khi mọi người đã biết tới kênh rồi thì mọi người sẽ rất là được tham khảo nhiều lĩnh vực khác nhau, rất là thuận lợi nhé mọi người nhé.
bà con đang giặt quần áo. Đoạn đây là khu vực của các bản đồng bào dân tộc Mông. Xe tôi cũng đang bật đèn nha mọi người nhá. Tí nữa mọi người sẽ đến được cái đoạn khu vực đỉnh dốc cổng trời. Cứ khu vực đấy thì mới đậm đặc sương mù hơn nữa. Đây mới là cái đoạn lưng chừng dốc thôi, đoạn gần gần dưới thôi, chứ chưa phải lên đến gần đỉnh đâu nha. Lên đỉnh thì mù đặc luôn. Bây giờ đang là khoảng 8 giờ kém. Để tôi xem đồng hồ xem mấy giờ. Đây là khu vực bản Khầm 1 này. Trước đây nó là Khầm 2 nhưng mà bây giờ trước đây là nó sát nhập vào Khầm 2, sát nhập vào Khầm 3. Khầm 3 sát nhập vào Khầm 2. Đoạn này bây giờ nó là Khầm 2 nhá mọi người nhá. Trước đây là Khầm 2, bây giờ sát nhập thêm Khầm 3 này là gọi là Khầm 2. Bây giờ đang là 8 giờ kém 10 phút buổi sáng nhé mọi người nhé. Hôm nay thời tiết ẩm ướt, trời mưa. Đây bây giờ bắt đầu đến cái khu vực mà sương mù dày đặc đây mọi người nhé. Nếu nắng lên thì các cái đám mây này tụ lại ở các cái thung lũng nhìn rất là đẹp mọi người ạ. Này gọi là mây mù, sương mù. Trải nghiệm cuộc sống thì sẽ rất nhiều lĩnh vực khác nhau, có những cái tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc, của các dân tộc vùng cao, vùng miền núi, các cái nét văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc cần được lưu giữ và quảng bá những cái hình ảnh đẹp như thế, cái nét văn hóa truyền thống đẹp như thế chúng ta cần phải được phổ biến rộng rãi. Và kể cả các cái cung đường, mọi người để sống ở thành phố lớn thì các cái cung đường nó không thể có những cái đoạn phong cảnh nên thơ hữu tình như miền núi được. Cho nên là thông qua những cái đoạn clip ý nghĩa như này thì mọi người sẽ biết được các cái vùng miền, các cái nét đẹp của đất nước Việt Nam ở vùng miền núi. Đây là cách đỉnh dốc cổng trời khoảng vài trăm mét nữa nhé mọi người. Đoạn đây là đỉnh dốc cổng trời rồi nhé mọi người nhá. Ở đây có cây đa to, ngày xưa là nó bị đổ, bây giờ là địa phương và huyện với xã đã cho trồng một cây đa khác, cây đa bé hơn nhưng mà có hình dáng na ná giống cây đa cổ thụ trước kia.